BMW thương hiệu được giới trẻ yêu thích. Và ngay bây giờ thì tôi đang ở phía ngoài tòa nhà của cái bảo tàng BMW ở Munich. Nào, hãy mời các bạn cùng ngắm thôi nha. Hôm nay thì ngắm rất nhanh trong một cái hành trình chúng tôi đang đi vòng quanh thăm các cái bảo tàng từ BMW, Porsche rồi Mercedes. Vừa bước qua cửa nhận vé xong thì đã vào gặp cái khu vực mini rồi. Tí nữa. Cái đấy hôm trước ở Mac mua rồi. Đấy, những dòng mini coupe này, Countryman. Này bùn nước thật không? Trang trí đấy chứ. Này màu mè hết nhỉ. Đắp xi măng lên tạo bùn đất cũng màu mè kinh. Đấy. Đây rồi. Cái cỗ máy. Đây. Ai yêu BMW thì hãy xem và ngắm. Mình sẽ đi đường này đi, để phía này là bên này là toàn xe đua. Đây là khu động cơ. Thế khác với bên kia là không thấy cụ tổ của xe đâu nhỉ. Máy đẹp này. Động cơ V12 này. Chính dòng Motorsport này. Đó, khối động cơ nức lòng người hâm mộ. Rồi động cơ lẽ là mình, nhưng mà mình thích nhất là những cái động cơ như này, động cơ trên máy bay. Rồi. Động cơ của những chiếc máy bay. Quá kinh khủng. Khủng khiếp. Động cơ này gọi là siêu to khổng lồ, đẹp quá. Đây là khu vực trưng bày các cái dòng 3 series này. Khác với cả cái bảo tàng của Mercedes và Porsche thì BMW lại trưng bày theo các cái khu vực. Ví dụ động cơ, khu vực động cơ, khu vực thân vỏ, rồi khu vực dòng xe. Đây, chiếc này năm 1966. 1966 mà đẹp long lanh này rồi. Ngày xưa nhá, ngày xưa này lưới tản nhiệt này, lỗ mũi này hay là quả thận này, bé tí này, bây giờ là cứ thế là phình to ra. Tiến hóa này. Tiến hóa lên 1981 nhá. 323 này. 1986 này. Đúng thật. Cứ to dần ra. Đúng không? Đây, so sánh Tuấn chụp cái hình ảnh này cực hay luôn. Đấy, bắt đầu sang hai đèn, một đèn sang đây. Lưới cứ dần to ra. Và 335i đời 2016 đây. À 2006. Đấy, lưới tản nhiệt cứ thế mà to ra thôi. Rất dị. Buồn cười thật. Đấy. Đây là gia phả của BMW từ năm 1970 đến 2010. Đấy. Nhớ được hết không ạ? Có nhớ được hết không ạ? Đây là tất cả những cái sản phẩm được phân phối trên toàn cầu. Dòng xe, đời xe, lại còn phiên bản, rồi còn cá nhân, quá nhiều. Khu vực này là những chiếc xe đời cổ. Đây. Năm 1964, BMW 700. Khá dị. Bên BMW này trưng bày khá dị bởi vì cũng có thể là người ta quá nhiều thương hiệu và cũng muốn có một cái sự đột phá nào đó như của Mac với cả của Porsche, thì mình cứ đi theo trình tự thời gian thì sẽ dễ nhìn hơn. Còn bên này là khu vực những chiếc xe
của BMW Motorrad. Xe thể thao có, xe địa hình có, xe việt dã có. Rồi đây động cơ xe máy này. Rồi động cơ BMW cổ. Động cơ này là động cơ máy bay. Phải không ạ? Khả năng đây là động cơ kiểu như tàu thủy. Đấy. Rất rất nhiều những cái khối động cơ với bề dày lịch sử của mình. Wow, và đây là động cơ xe điện. Đấy, hệ thống pin sẽ đặt ở đây. Đấy, điện hoàn toàn nhé. Đây là khu vực thiết kế nha, tạo hình đây. Đẹp quá. Hiểu người Đức ăn cái gì, làm gì cũng dị, đẹp. Đây là nơi mà đắp đất sét ấy. Đắp xong mang ra vườn ngắm, xem đẹp xấu, xem nhân dân góp ý thế nào. Thế là ta có một chiếc xe. Đấy. Ba xe mi mới này, G20. Đây là Clay Model đây. Ví dụ như nhỡ chẳng may mà chúng ta có thể chạm trước, vẽ một cái đường kiểu như đường coastline của BMW, à quên, của Rolls Royce, thì có thể là cũng rất có thể là xuất hiện trên ba rồi. Tình cờ rất, thật rất bất ngờ. Tạo hình rất đẹp. Đây ạ. Mọi chiếc xe đều bắt đầu từ đất sét. Đấy, còn đây là tạo hình cái phần nội thất, tỷ lệ 1:1 đấy. 1:1 luôn. Đây. Đấy, kho báu của BMW. Và đây tối om. Cũng lạ đấy, của BMW là cách trưng bày rất lạ. Mình xem mà mình chưa hiểu được cái quy luật trưng bày của họ là gì đâu. Cứ đi theo cái this way thế là đến thôi. BMW 3.0 CSI năm 1971. À, đây là những cái mẫu thiết kế tạo làm nên những cái cuộc cách mạng. Cũng có thể có một sức ảnh hưởng nào đó. Mẫu BMW Vision này. Tiền thân của i8 đây. 2009 xuất hiện tại triển lãm Frankfurt. một chín ba chín lưới tản nhiệt này đấy. Vụ này được đi xem lưới tản nhiệt và sự tiến hóa của đèn pha là nhiều nhất. Chà. Còn đây là cái khu vực trưng bày tất cả các dòng xe mui trần này, Z8. Đây là từng các dòng xe, kiểu dáng này. Đây, các cái dòng Z đây. Đây Z8 năm 1999. Z3 năm 1995. Ta lại đi ngược thời gian. Z1 năm 1988. Và 328 năm 1936 đây ạ. Chơi chưa? Dân châu Âu lục địa già chơi chưa? Phải nói là quá chơi. Và đây, rồi năm 1934 đã có những mẫu xe gọi là siêu đẹp thế này rồi. 315. Bây giờ nào là coupe, nào là convertible, nào là roadster, mui cứng, mui mềm, mui kiểu máy bay, mui kiểu gì đấy.
Tất cả ngày xưa đã có hết rồi. Có hết rồi. Mình sẽ sang cái khu vực khí động học. Đẹp quá. Không có quá nhiều thời gian ở đây thôi. Tìm hiểu cái bảo tàng này có khi phải mất vài ngày. Đây. Đây là dòng xe đua Motorsport này. Đó, trưng bày các dòng xe đua. Đấy. Các cái dòng xe đua đều phải có ghế, mọi thứ lột hết ra, làm khung chống lật, ghế vân 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 vân. Rồi. Theo kiểu là tôi phải đua. Cánh lướt gió này. Những chiếc xe này mà mang ra chạy có khi là xe hiện đại bây giờ khó đuổi. Đấy, tất cả những cái xe tham dự các cái giải đua motorsport này, cánh lướt gió này, khuếch tán khí phía dưới này, về khí động học này. Đây, màu xi măng này, chen của năm nay, chen về màu sắc sơn xe của năm nay đây. Có từ những năm bao nhiêu, con này làm năm bao nhiêu, 1966 đấy. Bây giờ tất cả là tái hiện, chỉ cần làm tốt lại những cái việc đã làm rồi thì bây giờ đã ngon. Ngày xưa khi màu này lại thuộc dạng ế nhất thế giới thì sao? 53 năm. Đấy, 53 năm. Có những thứ làm không đúng thời thì lại không, lại hỏng, nhưng có những thứ là bây giờ mới làm có khi lại ngon, đi trước thời đại. Nói chung là một là chỉ có hai trạng thái, một là thắng, hai là oẳng thôi. Gương xe ngày xưa này, bé tí, vô lăng này, vô lăng vật liệu thép này, gỗ này, da từ ở kia hết rồi, chẳng có vấn đề gì. Mà này, ngày xưa nhá, xe cột chữ A bé tí, thoáng rộng. Đây, cột chữ A trước này. Đây, cụ kỵ của các cái dòng mui trần đấy ạ, năm 1930. Đã chơi như thế này, bánh thì như bánh xe máy. Đấy. Sau này mới được đặt các tên mỹ miều, chứ còn ngày xưa thì trông cũng ngoài lắm. Bình thường thôi, bậc lên xuống là về chắn bùn này. Bánh xe thì có khác gì đâu những chiếc xe máy bây giờ. Để xem nội thất. Đấy, nội thất cũng da gỗ. Wow, có phanh tay, có không thấy cần số đâu. Đồng hồ công tơ mét cũng không. À, có cả ô đô nhá. Xin thưa các bạn, con này mới đi được 668 cây số thôi. À, thế là có quay ô đô không nhỉ? Quay ở đây bị phạt chết, nên bây giờ con này mình định giá nhẹ cả triệu cho nó nhà. Đấy, thủy tổ cụ kỵ gì của các cái dòng xe BMW bây giờ này. Có ai đoán được đâu là Z, đâu là 3, đâu là 5, đâu là 7 ở trong những chiếc xe này không ạ? Những chiếc xe này ngày xưa thì công suất thì chắc cũng chỉ bằng những chiếc xe máy bây giờ, khoảng mười mấy mã. Đây để xem. Rồi, 4 xi lanh đúng không? 750, 15 PS đổi ra khoảng 16-17 mã lực. Thế thôi, bằng chiếc xe máy bây giờ. Ngày xưa chắc ăn uống nó cũng nhẹ nhàng. Đùa, ngày xưa vẫn hai người ngồi bình thường trên những chiếc xe này nhá. Cũng là 75 đấy. Đúng rồi, đây này, cái tay quay cái thời của mình mà chạy watt đây. Thời anh em mình là suốt ngày phải dùng cái tay quay này đây. À,
trước khi đi là phải lấy ra, làm gì có đề đóm bây giờ các xe ngày xưa. Khu vực này là xem các dòng xe concept, dòng xe điện này i3 này, và cái hệ thống pin của i3 là ở đây ạ. Xe pin điện thì rất đắt tiền, đắt lắm, nó đắt bởi vì cái sản lượng nó cũng đang còn quá thấp, và về công nghệ thì cũng quá là khó luôn, khó kinh khủng. Và đây các bạn sẽ thấy công nghệ vật liệu nhẹ. Đây bạn sẽ thấy một người này, xách cả một cái mảng khung cửa, khung bên thân xe lên, rất nhẹ nhàng, công nghệ vật liệu nhẹ, rất nhẹ nhàng, một tay thậm chí một ngón. Cứ thử nhá, nhẹ thật. Đây một dừng xe, dừng xe điện, có cả xe chạy hydro. Đây là dừng xe concept. Trên đây là những cái bản vẽ, trên chân ấy là những cái bản vẽ. Thực ra cách làm trưng bày của BMW khá khó hiểu, nhưng mà đẹp và dị, lạ. Đây, đây là các cái nguyên vật liệu chế tạo ra xe. Và những cái nguyên vật liệu này nó phải thân thiện với môi trường. Những hãng xe châu Âu bây giờ là như vậy. Rồi, anh em nếu mà yêu thương hiệu này, hãy đặt vé sang Đức, sang Munich, và có thể tìm đến đây để tìm hiểu chi tiết thêm những thông tin tại bảo tàng BMW.